Để tiếp tục cập nhật tình hình Meta, hôm nay cà phê nhân phẩm sẽ đưa anh em sang máy chủ đất Bắc, theo chân tổng tài Xuyên Cưa, quẩy rank bản mới. Game này, anh Tấn chỉ một form vô cùng hạt rẻ khi xoay quanh các can trường và Ari. Thay vì theo form học giả, thì anh đã đưa nâng cấp nắm đấm ma thuật lên ngôi để có nguồn đam ở cả hai đầu chiến tuyến, qua đó khắc chế được nhiều bài meta nhất xạ đa nô hiện hữu trong lobby. Không dài dòng nữa, cùng cà phê nhân phẩm vào thẩm luôn nhé! Trước đó, xin anh em một like, một sub. Ván đấu diễn ra ở cổng có trang bị tháo tắc, dự kiến sẽ là một cuộc đua đầy máu sớm từ đầu game. Sau ba đao quái đầu, anh có mảnh kiếm, gậy và váy. Khởi động với nâng cấp bậc vàng, không ưng díu dắt nên anh roll luôn, ra nằm đấm ma thuật. Sau một hồi check tỷ lệ thì thấy cũng ổn áp ra phết. Thêm việc roll hai nâng cấp đầu không ra gì ngon nên anh nhanh tay chốt luôn để bắt đầu cho Poppy quân sự hóa. Một điều kiện là hai mảnh đồ hiện tại có thể ghép sớm huyết kiếm cho carry. Anh tiến hành mở hòm đồ on, nhưng hơi đen vì quá nhiều lựa chọn đam phép. Chốt huy hiệu Light Shield và lắp luôn cho Poppy cùng cây huyết kiếm. Dù mở bát với 3 chest, nhưng Feta có nâng cấp carry ngon và hơn về chất lượng trang bị, thuận lợi có chiến thắng đầu tay. Rao kế, gặp nhà 4 chest có kỳ quái. Dù bị áp đảo về quân số, nhưng nhờ khả năng sinh tồn từ nâng cấp cùng huyết kiếm, Poppy có cơ được rất lâu để Feta xoay sở, lụm thêm chiến thắng. 2.3, gặp nhà top 2, nhưng có vẻ Feta cũng không gặp nhiều bất lợi. Dù không xem, nhưng vẫn sẽ là một easy win chắc cốp. Đi chợ nhặt thêm được một Poppy, mua bùa nguyện ốc nhỏ, được 2 vàng, eco 30 đồng nhanh chóng. Gặp Warwick tiên phong, đồ đạc khá mắc binh, đã thế chất tướng còn được buff, nên để mà solo thì Poppy hiển nhiên kéo dưới. Đam sau nhà ta cũng chưa đảm bảo, đành ấn định trận thua mất chuỗi round này. Hai chấm sáu gặp nhà tốt thí với form 4 chest hướng pháp sư, sàn thủ còn lòng lẻo nên Feta dễ dàng thắng đậm. Tranh thủ vài phút yên mình ở quái để roll thêm Poppy, chỉ vài nháy cơ bản anh đã húp được con thứ 6 gọn lẹ. Quái trả thêm một máy nhân bản, kế đó là mảnh nịt và gậy. Round cuối còn cấp 4 nên sẽ tiếp tục roll. Ari nhanh chóng lên 2, tiện tay mua thêm bùa cho hai lượt roll. Và ngay nháy sau thì Poppy được giáp vàng chuẩn chỉ, giữ được 30 đồng để eco. Xào quyền trượng cho Ari để có đam sau, cả trên cả dưới đều đã có sát thương nên đánh đấm với nhà Zoe này cũng dễ thở. Đối thủ có giảm hưu nhưng hơi thiếu đam. Poppy quẩy chán chê rồi, carry bên kia mới tung được đòn triệt hạ. Cơ mà tài nguyên cũng chẳng còn nhiều, xếp hàng làm mồi cho Ari kết thúc combat. Vòng chọn 2 tiếp tục vàng, trong 3 lựa chọn đầu có huy hiệu can trường là một option ổn áp anh có thể chọn ngay. Roll 2 cái còn lại cũng không ra thêm gì. Anh mạnh dạn chốt luôn huy hiệu, lắp cho Ari để kích vừa sinh múc 4 can trường. Đối thủ lần này đang hướng Jinx thợ săn, thấy hàng thủ tương đối trâu nên anh xào quỷ thư cho Ari để từng bước làm mềm. Ngộ khỉ câu giờ được lâu, nhưng do carry chưa có đồ đam nên rất khó tận dụng triệt để. Feta lại hơn hẳn về cả hai mặt nên ấn định chiến thắng dễ dàng. Mua bùa chỉ một vàng, bắt thêm một Lilia. Nhà pháo thủ chưa tối ưu hết tài nguyên để update sức mạnh nên Feta sẽ không gặp khó khăn gì. Lay up tiến công thuận lợi, nhanh chóng nâng tầm chuỗi thắng. Gặp lại nhà Warwick Carry, đối thủ đã sắm được cuồng đao nên coi như đã đủ đồ cho chủ lực. Cơ mà nhà mình cũng update cực căng rồi. Poppy 3 sao, thêm Ari quỷ thư target từ sớm nữa. Được nửa combat, Feta đã xích được con chó cỏ. Đối thủ chỉ biết ngậm ngùi, nhìn anh Tấn bay cao với chuỗi thắng. Đối thủ kế tiếp cũng có Warwick hệ chiến. Dù chưa khứa nào 3 sao, nhưng phe họ lại tận dụng tốt lối đánh hội đồng để khai thác hạn chế của Poppy. Bản chất là tướng đam đơn, lại còn chưa đủ đồ chấn. Người giữ búa phe này khó lòng toàn mạng khi phải nhận sát thương từ nhiều nguồn, không thể một cân hết. Cơ mà đối thủ quên là Feta còn đó Ari.
Và chính nhờ Poppy với nỗ lực làm mềm đã giúp Carry tuyến dưới được free shot, lụm về chiến thắng kế tiếp. Quái trả mảnh kiếm, nịt và cung. Tính dần đến bước đổi đồ, anh xào thẳng vô cực và quyền năng cho Poppy để biến nó thành một cỗ máy pha mạng trong tương lai gần. Qua việc áp 7 thì mốc 6 can trường cũng được kích, đảm bảo chống chịu. Đầu 4 chấm, test thử với nhà Ezreal. Carry hai bên xếp lệch phía nên thoạt đầu sẽ là cuộc so tài về tốc độ dọn sàn. Nhờ việc Feta có nguồn đam ở cả dàn công lẫn thủ, chỉ mất chút thời gian để lay up xuyên qua lớp phòng ngự của đối phương và triệt hạ nốt các đơn vị còn lại ở phần sân đối diện. Thế trận một chiều liên tiếp giúp chuỗi thắng rực sáng với con số 7. Vòng chọn cuối, tiếp tục ủng hộ anh Tấn làm người chơi hệ ấn. Huy hiệu ẩn chính sẽ là sự bổ trợ ổn áp, nhất là khi anh đang muốn mạ vàng Ari để làm trụ cột tuyến dưới. Roll hai cái kia không gian nâng cấp đánh nhau nó ngon, nên anh chốt luôn cho chắc cốp. Sang tới giao tranh, đối thủ lần này vẫn dùng Silva làm điểm tựa. Dù hai bên đều là tướng hạt rẻ, nhưng rõ ràng hỏa lực đã chênh lệch khá xa. Hàng thủ địch đủ bốn anh tài chéo cánh, cơ mà lượng đam chỉ nhỏ giọt và không có khả năng kết liễu các siêu tướng Feta. Poppy mở đường cho 500 anh em lên vết mạng. Hàng thủ địch không còn nên Carry cũng ăn đòn liên tiếp. Chóng vánh thôi, chuỗi tháng 8 đã được dọn mâm. Mua bùa lắp ráp để có bản sao phun tới một vàng. Gặp nhà Trinh thợ săn vẫn đang chật vật reroll. Có công có thủ nhưng tới giai đoạn này thì chỉ được đánh giá tầm trung. Nếu không nhanh chóng mạ vàng thì rất dễ bị đẩy máu sâu bởi các nhà carry một vàng như xuyên cưa chẳng hạn. Round này họ no đòn với 4 chest, tụt một mạch xuống chỉ còn 30 tiết. Đi chợ nhặt thêm mảnh nịt, up 8, thêm tam kench, kích 4 ẩn chính. Gặp Rye thông đạo, do chất lượng carry chưa đảm bảo nên đối phương xếp bó góc để tối ưu hóa việc dồn đam. Tuy nhiên, chiến thuật này không gây cho xuyên cưa nhiều bất lợi, nhờ khả năng dọn sàn cực nhanh của line up. Quỷ thư của Ari là yếu tố then chốt giúp làm mềm đối phương. Chỉ cần target cùng mục tiêu với Poppy là đối thủ ăn đủ. Các check kích hệ cũng góp công câu giờ và phụ đam để cửa thắng ngày một sáng hơn, ấn định tròn trịa chuỗi thắng 10 cho anh Tấn. 4.6 này gặp lại nhà tiên phong có con chó cỏ đã mạ vàng. Cứ tưởng comeback thế nào, combat vừa nổ ra, ăn ngay ba búa phun chí mạng của Poppy, carry địch lập tức biến mất. Địch mất đi đầu tàu trong khi các vị trí khác còn chưa kịp khởi động. Thế trận nhanh chóng ấn định với hai từ no hope. Tháo ấn can trường của Ari, lắp cho tam kench, xáo luôn lời thề cho cá chê, còn nốt cái giáp máu, đóng tạm cho ngựa chiến. Ông top 8 có dấu hiệu dãy top cực căng khi vác con Serat 2 Sojin đấm mồm anh Tấn. Cánh còn lại thêm con Varus quỷ, thành ra tốc độ clear thì khỏi bàn. Poppy đứng giữa nhưng dính đạn lạc nên cũng hấp hối. Hàng thủ từng con lịm dần nên Ari đành bất lực. Chuỗi thắng tới đây là hết cỡ. Thua một round để lấy động lực lên 9. Anh đua một hồi, không húp được con Serat nào, đành chảy cối thêm Rai. Mua bùa sừng chế tạo có búa sen và nam châm. 5.2 gập bóng ông cháu Warwick. Nãy người thật mình còn đấm được thì round này không lý nào lại thua. Hai bên xếp bài không có nhiều khác biệt với lần gặp trước, thế trận theo đó vẫn một chiều như kịch bản. Húp được Serat và thay Rice, nhà thợ săn đã luôn cạn, may mắn đã đủ KPI với Trinh và ngộ khỉ 3 sao. Update kịch kim nên hiệu quả tất nhiên là bao tín. Poppy có cơ một hồi thì dính nguyên băng đạn của khẩu xương cá. Ari và Serat rót đam lực mục tiêu nên không thể mang lại chuyển biến gì nhiều. Trận thua cho Feta được ấn định. Đi chợ, húp được thêm ấn can trường thứ hai. Mua bùa phán xét của Serat. Roll thêm nhảy nữa thì lên được Shen 2. Nhanh chóng bắt thêm Taric và lập tức tung vào sân trọn bộ 8 can trường, đổ bê tông vào người giữ búa. Có thể nói, khả năng gây đam và sinh tồn của Poppy hiện tại cực kỳ dồi dào. Cơ mà một cây làm chẳng nên non, còn thuộc dạng tay ngắn nữa, dễ thở oxy khi bị quây bởi một nhà đông quân lắm trang bị. Hiển nhiên, Poppy tới nửa combat là sống không nổi. Dàn đam sau đã bị lược bớt phần nào nên cũng không thể thay đổi cục diện. Chuỗi thua 2.
Rai 2 sao lên sóng. Ari chưa mạ vàng nên sẽ tháo đồ luôn và đưa nó trông chú học giả. Chuyển qua chơi chiến thuật, thu hẹp đội hình về phía hai hàng dưới. Rất khó triệt hạ nhà Rai này khi họ có hàng thủ áp đảo nhờ thông đạo. Rai hai bên đồ đạc xem, cơ mà một bên thì được bắn, còn bên kia thì bị bắn. Phe ta càng đánh càng tiến thoái lưỡng nan. Ấn định sau cùng là một trận thua đau cho anh Tấn. Tận dụng máy nhân bản để nâng Ari lên 3. Tiếp tục đổi đồ từ chú Rai sang để tối ưu sát thương tuyến dưới. Món 3 sẽ là cây dao điện để giảm kháng. Đầu 6 chấm, gặp lại Warwick. Do chưa check bài kỹ nên lần này Ari nhà ta bị săn lùng. Sau đấy, tuy phe ta cô lập được con sói nhưng lại không có nguồn đam nào bồi vào để triệt hạ. Sau khi đồng bọn tử trận thì Poppy một lần nữa bị quay và mất phương hướng. Không thể giảm thiểu thiệt hại nên tiếp tục là một round thua đâu. Thay Serat vào Rice, kích lại 5 ẩn chính, mua luôn cả bộ lãnh đạo. Bộ khung flex của đối thủ đã phát huy hiệu quả, từ đáy xã hội lọt top 4. Chưa kể round trước họ còn đấm mồm được Singer. Cơ mà round này tất nhiên thế trận sẽ khác vì Feta đã đổi phương án xếp bài. Team địch nhanh chóng bị phân tán, trong khi Feta dồn sát thương từ một cánh để mở đường tiến công. Poppy sau khi gây được lượng đam khổng lồ thì mới chính thức bại trận. Tất nhiên còn đó Ari và Serat dọn tàn dư. Một round thắng đậm cũng chấm dứt luôn khả năng tiến xa hơn của đối phương. Giờ chỉ phải solo với nhà tiên phong Warwick, nên anh sẽ bảy binh bố trận về nguyên bản. Pha này, dù đứng lệch góc với carry địch, cơ mà tốc độ clear của phe ta ăn đứt cái cuồng đao ghẻ của đối phương. Khi giao tranh đã bớt tính dày đặc, Warwick tiến tới định gạ kèo solo, thì bất cần bị hội đồng và chẳng máu ngay lập tức. Team địch nhận thua trong bất lực. Vòng chợ cuối, anh nhặt thêm nỏ xét, dùng nốt máy nhân bản nâng Dyna lên 2, đổi đồ từ cá chê và đập sắp máu từ Hecarim để cô nàng tròn 3 trang bị. Round cuối, đối thủ xếp Warwick sang phía đối diện, cơ mà thế trận cũng sẽ không thay đổi gì nhiều, nhất là khi Warwick còn lên bảng sớm hơn dự kiến. Đối thủ bất lực đầu hàng luôn để giữ chút danh dự, dâng chiếc top 1 chuẩn chỉ cho anh Tấn. Và đó cũng là kết thúc của video hôm nay. Nếu anh em thấy hay thì đừng quên một like, một share, một subscribe cũng như chuyển vào nút chuông để không bỏ lỡ các video nhà cà phê nhân phẩm. Giờ thì tạm biệt và hẹn gặp lại anh em!